Thưa quý vị và các bạn, để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hữu Tuyết, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo khu vực phía Nam sẽ lên có đôi lời phát biểu với chương trình. Kính thưa ông Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Kính thưa ông Dương Quốc Xuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An. Kính thưa vị đại diện cho Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các vị đại diện cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Kính thưa giáo sư, tiến sĩ Phó Tổng Xuân, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo. Kính thưa bà Đặng Thị Hồng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Tân Tạo. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh sinh viên yêu quý. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011, trường Đại học Tân Tạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012. Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm học đầu tiên tạo nền tảng cho thành công các năm sau của nhà trường. Xin thay mặt cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin chúc toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, sinh viên và các em đạt giải Hoa Trạng Nguyên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, năm học 2011-2012 trên cơ sở mục tiêu chung của toàn ngành giáo dục đào tạo là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các nhiệm vụ năm học mới do hiệu trưởng, do nhà trường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đề ra. Để thực hiện tốt sứ mệnh, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh một số các cái việc sau đây. Thứ nhất, mong rằng trường Đại học Tân Tạo sẽ thực hiện được phong trào thầy dạy tốt bằng cách xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ người thầy, thực hiện trò học tốt bằng cách rèn luyện toàn diện, đặc biệt coi trọng rèn luyện lý tưởng, truyền thống, lịch sử, cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Kính thưa các thầy cô giáo, trong lễ khai giảng hôm nay, người đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng chính là các thầy, các cô. Các thầy, các cô là những người luôn bên cạnh sinh viên, truyền đạt cho sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả cách đối nhân xử thế bằng những bài học được đúc rút từ kinh nghiệm cuộc sống của các thầy cô. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những người đi đầu, là tấm gương sáng để sinh viên soi mình và hướng tới. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm to lớn của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ phối hợp của các đơn vị liên quan, sự nỗ lực của lãnh đạo toàn thể đội ngũ, nhà giáo, cán bộ quản lý và sinh viên của trường Đại học Tân Tạo, trường Đại học Tân Tạo sẽ nhanh chóng lớn mạnh và trở thành một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam. Cũng nhân dịp này, tôi xin ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn chân thành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các em học sinh, sinh viên xuất sắc được nhận học bổng tới Tập đoàn Tân Tạo và những nhà sáng lập Quỹ học bổng Hoa Trạng Nguyên vì những tình cảm, việc làm và sự đóng góp có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà tài trợ để cùng với ngành giáo dục và đào tạo và cả nước nói chung thực hiện tốt sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để phát triển đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, cuối cùng chúng tôi xin
Thay mặt cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám hiệu, hội đồng quản trị, các thầy cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ viên chức nhà trường, các em sinh viên, học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm học mới của nhà trường đạt được nhiều thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Đỗ Hữu Tuyết.